chàng trai không cẩn thận bị đứt tay, một giọt máu rơi xuống vào dây chuyền sản xuất nước ngọt. Người đàn ông sợ hãi kinh hồn bạt vía, vội vàng ra lệnh lập tức dừng dây chuyền lại, sau đó đi xuống phía dưới tìm kiếm. Lúc tìm thấy giọt máu liền lau sạch nó hoàn toàn, người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy keo gắn lại vết thương rồi cho dây chuyền tiếp tục sản xuất, không ngờ vẫn còn một giọt trên miệng chai. Cứ vậy được sản xuất thành chai nước ngọt, sau đó đóng gói rồi vận chuyển sang Mỹ. Vài ngày sau, một ông già vô tình mua phải chai nước, chỉ uống một ngụm lập tức trầu trời. Đại tướng nghe tin lập tức huy động quân đội, ra lệnh dốc toàn lực đi bắt người đàn ông đó về. Bởi họ điều tra chai nước ngọt đó, phát hiện trong đó có một lượng lớn tia gamma. Thì ra nam chính Banner là một nhà khoa học, nhưng trong một cuộc thí nghiệm, Banner vô tình bị tia nhiễm gamma. Rất nhanh cơ thể biến dị thành một người khổng lồ. Banner sau khi biến hình hoàn toàn mất đi lý trí, anh không chỉ hủy hoại cả phòng thí nghiệm, mà còn làm bị thương cô bạn gái mà mình yêu thương. Banner khi tỉnh táo lại vô cùng hối hận, vì để không làm hại những người khác, anh quyết định ẩn cư tại một thị trấn nhỏ ở Brazil, hàng ngày học thiền để khống chế cơn phẫn nộ, bởi vì một khi nhịp tim của anh vượt quá 200, thì người khổng lồ xanh trong cơ thể anh sẽ bộc phát. Sư phụ thỉnh thoảng sẽ vào mặt liên tục, ép Banner phải kìm được cơn tức giận. Sau sự cố ở nhà máy đóng chai, quân đội Mỹ lập tức cử một đội đặc nhiệm đi bắt nam chính. Banner ở nhà trọ hoàn toàn chưa biết chuyện gì. Rất nhanh quân đội Mỹ đã tìm được vị trí của anh. Ai ngờ khi quân đội phá cửa ập vào, Banner sớm đã biến mất không còn dấu vết. Hóa ra anh gần qua cửa sổ xuống tầng dưới. Quân đội phát hiện liền cho người đuổi theo. Cuộc truy đuổi diễn ra vô cùng quyết liệt, nhưng trên đường chạy trốn Banner không dám chạy quá nhanh. Anh bắt buộc phải luôn khống chế nhịp tim của mình. Chỉ cần nhịp tim không vượt quá 200, thì anh tạm thời sẽ không bị người khổng lồ xanh chiếm lấy tâm trí. Ai ngờ chạy được một đoạn, Banner không cẩn thận đụng phải đám lưu manh. Bọn chúng hung hăng đuổi theo muốn tẩn anh một trận. Nam chính chạy vào trong nhà máy sản xuất. Lúc này nhịp tim đã gần chạm ngưỡng 200. Đám đầu gấu và quân đội đều đã bao vây chỗ này. Banner không có thời gian nghỉ, phải tiếp tục chạy trốn. Không may anh lại bị bọn côn đồ bắt được. Chúng tẩn cho Banner một trận ra trò. Lúc này quân đội đã tiến tới ngay cạnh. Banner vội khuyên bọn côn đồ mau dừng tay, nếu không tất cả ở đây sẽ chết. Ai ngờ đám côn đồ vẫn tra tấn anh. Nhịp tim lên tới 200 khiến Banner mất kiểm soát. Rất nhanh tên côn đồ bị tóm gọn, sau đó một chưởng đánh văng xa cả 100 mét. Những tên còn lại cũng lần lượt bị ăn thịt. Lính đánh thuê thấy vậy bắn thuốc mê điên cuồng, nhưng không ăn thua lại còn khiến người khổng lồ tức giận, hắc phản công lại đám lính đánh thuê. Trưởng nhóm lệnh cho quân lính xả đạn tiêu diệt, nhưng căn bản đạn không thể xuyên qua lớp da siêu cường của Hắc. Quân lính chơi nước cuối cùng là ném lựu đạn. Lần này thì người khổng lồ tức giận thật rồi. Anh đẩy cả thùng phi sắt hạ gục nhiều lính đánh thuê. Đội trưởng từ phía sau bắn Hắc liên tục, khiến người khổng lồ cay cú nghiến răng. Anh ném ra thùng sắt bay về phía đội trưởng, sau đó nhân cơ hội đập vỡ tường rồi chạy mất. Chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của Hắc, đội trưởng cầu xin đại tướng giúp mình được mạnh như hắn. Phía nam chính trốn đến chỗ khác vội vàng tìm thuốc chữa. Hôm đó anh kiếm được bông hoa quý trên đỉnh Phan Xipang. Banner lập tức cắt nhỏ và xay nhuyễn, từ đó tạo thành được một loại tinh chất đặc biệt. Anh vội cho thí nghiệm với máu của mình, tế bào máu màu xanh dần dần chuyển sang màu đỏ. Cứ tưởng là đã ngon rồi, bất ngờ máu xanh nhanh chóng bộc phát trở lại. Nhận thấy thảo mộc trên Sapa đã thất bại, Banner biết chỉ còn nước cuối cùng, đó chính là trở về phòng thí nghiệm nơi khiến mình nhiễm tia gamma, gặp lại bạn gái cũ và lấy dữ liệu thí nghiệm. Thế là Banner liền vượt biên đi tới nước Mỹ. Cùng lúc này đại tướng gặp tên đội trưởng. Ông tiết lộ cho hắn về huyết thanh siêu chiến binh, nhưng khi tiêm sẽ đau đớn vô cùng. Vì khao khát sức mạnh, tên đội trưởng liền đồng ý. Thế là đại tướng lập tức tới phòng thí nghiệm bí mật. Ông lấy ra lọ huyết thanh đặc biệt màu xanh, ngay sau đó tiêm vào cho tên đội trưởng, đồng thời tiêm siêu kim loại vào cột sống tên này. Mặc cho đau đớn tột độ, hắn vẫn chịu đựng. Phía Banner lúc này đã tới nước Mỹ. Anh ngụy trang thành nhân viên giao hàng lẻn vào phòng thí nghiệm, nhân lúc không có ai liền đăng nhập máy tính, cố lấy dữ liệu về thí nghiệm của anh năm xưa. Tuy nhiên tất cả đã bị ai đó xóa sạch. Banner thất vọng muốn trở về Brazil, không ngờ bạn gái cũ ngày xưa thí nghiệm cùng đột nhiên xuất hiện. Hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Sau khi biết nguyên nhân, Banner quay lại Mỹ. Bạn gái nói hãy tới phòng thí nghiệm, cô sẽ đưa USB dữ liệu cho anh. Hai người lập tức tới phòng thí nghiệm. Nam chính lấy được USB nhưng còn chưa kịp vui mừng, phía quân đội đã phái rất nhiều lính tới vây bắt Banner. Vì an toàn cho bạn gái, Banner quyết định một mình dụ quân lính đi. Tên đội trưởng vì đã được tiêm huyết thanh sức mạnh, hắn chạy băng băng như chó đứt xích. Banner chạy vội vào trong nhà, tranh thủ lúc trong thư viện vội nuốt USB vào bụng. Nhưng chưa kịp thở, quân đội đã đuổi tới. Banner chạy một mạch tới cầu kính, không may bị lính chốt chặn hai đầu. Quân đội bắn đạn hơi cay để bắt Banner. Thấy bạn gái đang gặp nguy hiểm bên dưới, Banner không thể kiềm chế được cơn phẫn nộ, một bàn tay đập lên cửa kính. Ngay sau đó cơ thể biến đổi trở thành khổng lồ, Hắc chính thức tái xuất. Anh hùng hồn nhảy xuống uy lực vô cùng, tiếng gầm dữ tợn như muốn xé toang trái đất. Quân lính thấy vậy lập tức điên cuồng nổ súng, vô số những viên đạn bay về phía Hắc. Sự tấn công này khiến Hắc tức giận, rất nhanh một xe bọc thép đã bị hạ gục. Thấy quân lính vẫn xả đạn không ngừng, Hắc bực mình bốc luôn một xe bọc thép và đập nát nó, cầm riêng cục máy ném đi hạ thêm nhiều xe tiếp theo.
Trong chốc lát quân đội bị đánh tơi bời, thấy tình hình không ổn, đội trưởng liền cầm súng phóng lựu bắn Hắc, từng quả bắn ra khiến Hắc cực kỳ đau đớn. Con vợ nghiến răng vô cùng tức giận, tên đội trưởng vì có huyết thanh sức mạnh, nên thân thủ phi phàm đấu tay đôi với Hắc, hắn dễ dàng tránh né được hầu hết đòn đánh. Nhưng như vậy vẫn chưa thể đấu với người khổng lồ, đại tướng ra lệnh cho hắn chạy thật nhanh rút lui. Ngay sau đó quân đội đưa ra con át chủ bài, đó chính là vũ khí sóng siêu âm được Việt Nam chế tạo. Hắc không biết vẫn đuổi theo tên kia, kết quả bị sóng siêu âm đánh cho trở tay không kịp, anh đau đớn ôm đầu ngã gục xuống đất. Hắc bất lực không thể làm gì, bạn gái vội xin cha mình mau tắt máy đi. Lúc này quân đội nghĩ rằng Hắc đã bị khống chế, không ngờ Hắc nhìn bạn gái rồi bộc phát sức mạnh, anh gồng mình chống lại sóng siêu âm, rồi ném ra mảnh thép xé toang vũ khí này. Trong khi quân đội đã hoàn toàn bất lực, tên đội trưởng vẫn ngoan cố cầm súng bắn Hắc, mày chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Hắc bực mình đạp hắn một cái bay đi 100 mét, quân đội sợ hãi vội vàng rút lui. Bạn gái Diana đứng ra khuyên Hắc bình tĩnh, đúng lúc này thì trực thăng tới nơi xả đạn, Hắc vội vàng ôm bảo vệ bạn gái, anh ném thanh thép hạ trực thăng, đồng thời ôm cô vào lòng khi ngọn lửa bao trùm. Chỉ thấy Hắc đứng đó bế Diana đã ngất lịm, hai người dần biến mất trong biển lửa. Hắc bế bạn gái trú mưa tại một cái hang trong rừng, dường như ở cạnh Diana Hắc đã lấy lại được bình tĩnh. Đang lúc lãng mạn thì có tiếng sét làm phiền, Hắc giận ông trời liền ngửa mặt lên gào một trận, Diana phải đến cầm tay con vợ mới bình tĩnh lại. Phía khác tên đội trưởng bị nát hết người nhưng lại không chết, huyết thanh sức mạnh khiến hắn phục hồi cực nhanh, chỉ nửa tiếng sau đã khỏe như chó. Hắn khao khát có được sức mạnh khủng khiếp như Hắc, nên đề nghị đại tướng tiêm huyết thanh quái vật vào mình. Đại tướng lập tức dẫn hắn tới phòng thí nghiệm, chuẩn bị cho bước cuối cùng. Cùng lúc này nam chính và Diana tới gặp giáo sư đại học Harvard, ông là người đã tìm ra cách chữa bệnh cho Hắc. Giáo sư nói chỉ cần tiêm huyết thanh này thì Banner sẽ không bao giờ biến thành khổng lồ xanh được nữa. Bên này tên đội trưởng sau khi tiêm huyết thanh quái vật, mặt hắn tỏ ra sự kiêu ngạo muốn mình là người mạnh nhất. Rất nhanh sống lưng hắn bắt đầu biến dị. Phía giáo sư cũng chuẩn bị huyết thanh chữa bệnh cho Banner. Thí nghiệm ngay lập tức được khởi động. Giáo sư kích điện vào Banner để khiến sự tức giận trong cơ thể bộc phát. Rất nhanh cơ thể Banner biến đổi trở nên khổng lồ. Quá trình này diễn ra vô cùng đáng sợ. Ngay lúc đó giáo sư kích hoạt bơm huyết thanh tím vào người Hắc. Thuốc giải lập tức phát huy tác dụng, người khổng lồ teo nhỏ cơ thể trở về là Banner. Vậy là Banner sẽ không thể trở thành người khổng lồ xanh nữa. Lúc này giáo sư nói ra một bí mật động trời. Ông ta đã âm thầm nhân bản mẫu máu của Banner lên hàng ngàn phiên bản. Đây là những mẫu máu trước đây Banner gửi cho ông ta để tìm thuốc chữa. Banner vội vàng kêu mau phá hủy hết chỗ này. Số máu này mà lọt ra thì cả thế giới lâm nguy. Không ngờ khi bọn họ còn chưa kịp tiêu hủy, đại tướng đã dẫn quân đội tới bao vây hết bên ngoài. Lính bắn tỉa bắn thuốc mê vào Banner, khiến nam chính rất nhanh gục xuống. Lúc này tên đội trưởng xông vào tóm cổ, hắn muốn Banner biến thành khổng lồ xanh đấu với hắn ta, nhưng Banner đã không thể biến hình được nữa. Quân đội dễ dàng tóm gọn nam chính về đồn. Bên trong giáo sư nói hắn biết cách tạo ra người khổng lồ thứ hai. Tên đội trưởng lập tức giết hại đồng nghiệp, rồi rút súng ép giáo sư tiêm máu của Banner cho mình. Tên giáo sư cũng muốn nhìn thấy thành quả thí nghiệm, lập tức đồng ý tiêm cho hắn ta loại máu đặc nhất. Một ống máu khổng lồ được đưa vào máy tiêm, đồng thời chiếu tia gamma vào tên đội trưởng. Huyết thanh siêu cấp và máu người khổng lồ hòa vào nhau, cơ thể ông ta cũng nhanh chóng xảy ra biến dị, chớp mắt biến hình thành con quái vật khổng lồ. Nhưng vì hắn mang trong mình dã tâm xấu, nên biến thành một con quái vật chỉ biết giết người. Thành phố mau chóng bị hắn phá nát, hàng ngàn người nằm xuống bởi con quái vật này. Phía đại tướng đang trên trực thăng đưa Banner về, nhận được tin khẩn có quái vật liền quay lại. Bên dưới quái vật đang giết hàng trăm người mỗi phút. Banner trên trực thăng đã nhìn thấy tất cả. Cứ thế này hắn sẽ giết hết cả thành phố. Quân đội phóng ra tên lửa nhưng cũng chả xi nhê gì, lại còn khiến con quái vật nổi cơn thịnh nộ. Hắn vừa chạy vừa phá hết mọi ô tô cản đường, nhất mực đuổi theo anh lính vừa bắn hắn, tiện chân đạp một cái taxi, sau đó đập bẹp hai anh lính đó. Trông thấy cảnh này, Banner cầu xin đại tướng thả mình, anh hy vọng mình có thể biến hình trở lại để giải quyết nó. Đại tướng hết cách đành thả Banner. Nam chính vì đã tiêm thuốc giải nên đánh liều thả mình rơi xuống từ máy bay, muốn nhờ sự sợ hãi tột độ mà kích hoạt người khổng lồ. Từ vết lõm dưới đất một nắm đấm xuất hiện, người khổng lồ xanh chính thức tái xuất giang hồ. Tiếng thét của Hắc thu hút quái vật, hắn ta hiếu thắng chạy lại để đấu với Hắc. Hai kẻ khổng lồ lao vào nhau khiến long đất lở. Hắc loạn choạng đứng dậy sau cú va chạm, nhưng khi thấy tên quái vật đứng đó, con vợ lập tức xé đôi chiếc ô tô, coi nó như hai găng tay đấm bóp, liên tục giã cho tên quái vật răng môi lẫn lộn. Không ngờ hắn nói mày chỉ có thế thôi à? Sau đó đạp một cái đẩy Hắc lên tận mặt trăng. Nó muốn thừa thắng xông lên liền đuổi theo Hắc, nhưng máy bay của đại tướng bay tới xả đạn. Tên ác nhân giả vờ chạy để máy bay đại tướng đuổi theo, sau đó bất ngờ lao lên để hạ gục. Cũng may Hắc kịp xuất hiện cản lại tên này. Hai người khổng lồ bám vào khiến trực thăng chao đảo. Diana ở trên đó cuối cùng rơi cùng chiếc trực thăng. Cũng may cô và đại tướng trong trực thăng vẫn còn sống sót, nhưng bình xăng đã thủng và sắp phát nổ. Hắc lúc này cũng đã tỉnh lại, nhưng chưa kịp đến cứu hai người thì quái vật đã chặn đường.
Nó dí anh chặt vào tường, Hắc đối sức hơn bất lực không thể cứu bạn gái. Tên quái vật dùng gai nhọn đâm lủng ngực Hắc, lúc này ngọn lửa bùng lên sắp đốt cháy bạn gái. Thấy vậy Hắc mạnh mẽ vùng lên, anh tóm cổ lao tên quái vật vào tường. Sau đó đập hai tay vào nhau tạo sóng xung kích thổi bay ngọn lửa, nhờ vậy cứu được bạn gái. Bất ngờ lúc này tên quái vật đánh trộm, hắn dùng xích sắt lớn đánh cho Hắc gục ngã hoàn toàn. Tên quái vật sau đó chuẩn bị đập nát đại tướng. Ngay lúc nguy cấp Hắc đấm thủng mặt đất, khiến ác nhân mất đà mà ngã ra. Nhân cơ hội đó Hắc lao đến quấn dây xích vào cổ, Hắc liền rút xương tay đâm lủng ngực hắn, con vợ dồn hết sự phẫn nộ vào đôi tay của mình, nhanh chóng hạ gục hoàn toàn tên quái nhân. Hắc đạp chân lên người quái vật, cuối cùng ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. Anh trả lại tên quái vật cho đại tướng giải quyết hậu quả. Hắc tuy là người khổng lồ nhưng vẫn giữ được nhân tính. Anh nhẹ nhàng lau giọt lệ cho Diana, vì để tránh quân đội. Hắc chào tạm biệt bạn gái rồi biến mất trong màn đêm u tối. Nhiều năm sau Hắc chuyển đến sống trong rừng. Nhờ ngồi thiền chăm chỉ, anh đã có thể chứa sức mạnh trong cơ thể bình thường. Phía đại tướng đang chán đời ngồi uống coca, người sắt Tony bất ngờ xuất hiện trước mặt, đề nghị hai thằng góp vốn để mở một quán bún đậu mắm tôm. Phim tới đây là hết. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye!